Ở đây chúng em có sashimi, chúng em có sashimi kimochi. Ima watashi wo tabete. Ima watashi wo tabete. Mì cái gì mà mì? Chí cái gì mà chi? Nhật Bản chính thức xả nước thải hạt nhân ra biển từ 24 tháng 8 rồi bà. Thích làm hức, phiên bản giới hạn đến từ châu Á à? Nước thải thôi mà, đầy nước đổ nước thải ra biển, biển rộng thế, lo gì? Bẩn quen rồi, sạch không chịu được à bạn ơi? Bà muốn ăn cá nuôi trong nước cống không? Mà đây còn là nước thải hạt nhân mới kinh, chưa biết nó nguy hiểm như thế nào à? Thì tưởng họ xử lý rồi mà vẫn nguy hiểm à? Không bé ơi, chất phóng xạ nó nguy hiểm lắm bé. Phóng xạ hay phóng xạ hạt nhân là hiện tượng một số hạt nhân nguyên tử không bền vững tự phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Trong đó, hạt nhân phóng xạ được gọi là hạt nhân mẹ hay chất phóng xạ. Các tia khi nó phân rã ra bao gồm tia alpha, tia beta, tia gamma. Các hạt alpha có thể dễ dàng bị chặn lại bởi một tờ giấy, còn tia beta thì cần miếng kim loại để chặn. Trong khi đó, dòng tia gamma có khả năng xuyên qua vật chất cao, cần một khối vật chất có mật độ dày đặc để chặn lại. Ví dụ như các bác sĩ ở phòng chụp X-quang hay đeo tấm chì để ngăn tia phóng xạ đấy. Tốc độ của tia alpha là khoảng 20.000 km trên giây, tia beta khoảng 270.000 km trên giây và tia gamma, tia X là khoảng 300.000 km trên giây. Đây là một thử nghiệm của hai xe ô tô ở tốc độ 200 km trên giây, tương đương với 0,05556 km trên giây. Đấy, nát bét. Vậy lén thử nghĩ xem, mấy hạt kia mà va vào mình với cái vận tốc ánh sáng đấy thì hiệu quả như nào rồi đấy? Tia alpha, tia beta còn đỡ, chứ tia gamma đã mạnh lại không bao giờ đi một mình, nó luôn đi kèm các tia khác như là tia X. Tia alpha và beta có khả năng gây tổn thương nhiều nhất ở người bị nhiễm phóng xạ, đặc biệt là đối với các trường hợp nhiễm xạ trong. Tia X và tia gamma thì có khả năng gây hội chứng nhiễm xạ cấp và gây tổn thương ở khoảng cách xa so với nguồn phát ra chúng. Khi con người bị tác động bởi các tia phóng xạ ở mức thấp thì việc gây tác hại không thể nhận biết ngay được, nên phải sau một thời gian thì chứng bệnh mới biểu hiện. Tuy nhiên, nếu chiếu lên cơ thể một liều lượng quá lớn so với giới hạn tối đa cho phép thì chỉ sau 7 đến 10 ngày, bệnh trạng đã xuất hiện rõ. Nguy hiểm nhất đối với những người thường xuyên tiếp xúc với các tia phóng xạ là dẫn đến ung thư đấy. Nào là rụng tóc, ung thư da, đục thủy tinh thể, ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, suy thoái tiền liệt tuyến, tinh hoàn, buồng trứng, ung thư vú vân vân. Bức xạ giết chết các tế bào thần kinh và mạch máu nhỏ, có thể gây co giật và chết ngay lập tức. Làm hủy hoại trực tiếp đến các mạch máu nhỏ thì có thể gây suy tim và tử vong, ảnh hưởng trực tiếp tới tủy xương nơi sản xuất ra các tế bào máu, dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh như máu trắng, ung thư máu. Mà hơi sợ thế. Vậy mấy ông Nhật xả nước thải từ nhà máy hạt nhân ra thì cũng tương đương với số chất phóng xạ ra biển à? Làm gì có chuyện chứa phóng xạ mà người ta dám thải ra biển? Dân ở đấy họ cũng ăn hải sản mà. Thì các bác hãy giải thích rằng đây là nước thải được xử lý tại nhà máy hạt nhân Fukushima, từng được sử dụng để làm mát các thanh nhiên liệu sau khi nó bị hư hại nghiêm trọng do thảm họa kép động đất sóng thần vào năm 2011. Nước thì đã được lọc bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ nguy hiểm, ngoại trừ tritium, một đồng vị của hydro rất khó tách khỏi nước. Mà trên thực tế, tritium vốn là đồng vị phóng xạ của hydro xuất hiện trong tự nhiên và có thể được tìm thấy trong nước mưa, nước biển. Tất nhiên, do hàm lượng này rất thấp nên hầu như không gây hại cho con người. Ờ, thế thì cũng an toàn mà. Chắc chỉ ảnh hưởng nhỏ như là vài năm nữa, tôm cua cá mực to gấp đôi, ăn cho đã. Nhưng mà mồm mình sẽ to gấp 3, nên ăn vẫn không đã được. Đùa thôi, chứ phó giáo sư vật lý và thiên văn tại Đại học Curtin, Australia cho biết cần 60-100 năm để chuyển hóa hoàn toàn lượng tritium này thành helium vô hại. Hay ông Luke Bingham, Chủ tịch Hiệp hội Hạt nhân Hồng Kông cũng cảnh báo rằng có thể nhiều chất phóng xạ khác vẫn tồn tại trong nước thải tại nhà máy Fukushima. Ai thấy yên tâm thì kệ, chứ bảo là bảo rén lắm. Hải sản khu vực Nhật Bản chắc say bay thôi. Dính phóng xạ, nó ẩm ỉ, dai dẳng lắm. Hơi tiếc nhưng mà động đến phóng xạ, không rén không được. Giờ chắc chỉ ăn sashimi cá hồi Sapa thôi chế nhở. Ngon, bổ, rẻ, lại ủng hộ thương hiệu Việt. Chưa còn gì nữa, bảo chủ trì, lém chủ chi, giờ thì đi Sapa sashimi thôi.